Trang trại rộng gần 10 hecta, thả nuôi hơn 300 con đà điểu của bà Nguyễn Thị Bình ở Kinh Môn, Hải Dương, hầu như ngày nào cũng có khách ghé thăm. Không chỉ để mua đà điểu và các chế phẩm từ thịt đà điểu, mà nhiều nông dân ở khắp nơi còn tới đây để học hỏi kinh nghiệm nuôi. Vốn là một loại chim hoang dã, để chăn nuôi đà điểu tập trung cũng đòi hỏi một số kỹ thuật bắt buộc. Chuồng trại phải thường xuyên được vệ sinh, khay ăn phải làm sạch, cho đà điểu ăn thêm cát và sỏi để tiêu hóa tốt cùng với cám và cỏ tự nhiên. Dù đã ở độ tuổi sống an vui cùng con cháu, nhưng bà vẫn không ngừng học hỏi, tìm tòi và trở thành một chuyên gia trong nghề chăn nuôi đà điểu. Không chỉ nuôi đà điểu giống, lấy thịt lấy trứng, bà Bình còn tìm tòi để làm các sản phẩm từ thịt đà điểu như xúc xích, nấu cao xương đà điểu. Trong tương lai, bà Nguyễn Thị Bình mong muốn biến trang trại của mình trở thành khu sinh thái trải nghiệm cho mọi người tới tham quan du lịch, học hỏi kinh nghiệm và nhân rộng mô hình chăn nuôi bán hoang dã.